ăn là lút 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 này, lút này, con gì đây? Ủa, phi 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 to. Chạy. Phi to phi to. Chạy. Con gì ăn này? Rồi tôi lút lút này, lút này. Con gì đây? Nhỏ hết đấy. Không cần. Con gì đây? Chưa thấy. À được, trê 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 to. Wow. Trê to trê to. Đừng đứt nha em. Trê to trê to. Sao lấy được vậy? Em xịt tay. Đấy. Rồi, lôi rồi, lôi rồi, lôi rồi, lút, 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 to, lút, to, lút, to. Chạy, chạy, chạy. Lút, lút, đồng to. Wow. Rồi, Quyên chào cả nhà nhé. Hôm nay Quyên lại tiếp tục đi câu cá nha cả nhà. Hôm nay có cái nước mới về này, Quyên bắt đầu ra câu xem có câu cá không nha cả nhà. Rồi hôm nay Quyên này tiếp tục đi câu dọc cái mương này nha cả nhà. Đấy, cá quẩy đấy, cá rô. Đây, hôm nay Quyên này câu cái điểm này này. Ngoài này nước nó chảy quá này. Đấy. Đoạn kia nó quẩn quẩn nước này. Rồi Quyên bắt đầu thả mồi bắt đầu câu nha cả nhà. Rồi, ăn lôi đấy. Đấy. Đấy lôi nổi phao. Nổi phao này, nổi phao này. To 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 to. Con gì đấy ta? Rô đồng. Chạy. Sao hôm nay rô to đẹp thế. Rồi, cần tháo ra cái nhà. Rồi, lôi rồi, lôi rồi, lôi rồi, lút, 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 chạy chạy chạy. Cái con đồng to. Wow. Đây là cá đấy. Rồi ăn là lút 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 này, lút này, con gì đây? Ô phi 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 to. Phi to phi to. Chạy. Úi xử mắc phi mép này. Lên đây. Dễ đứt lắm. Wow. Rồi lên thành công rồi. Cá trắng tinh đẹp như nhà. Rồi, mình tháo cá nha cả nhà. Con gì ăn này? Rồi tôi lút lút này, lút này. Con gì? Nhỏ hết đấy. Không cần. Chà. Con gì đây? Chưa thấy. À được, trê 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 to. Wow. Trê to trê to. Đừng đứt nha em. Trê to trê to. Sao lấy được vậy? À, xịt tay.
Đấy. Ôi. Đấy, to nhanh nhỉ. Lâu lắm rồi được cái tê đây. Tê ngon quá. Mặc tí râu rồi. Rồi quyền tháo nhanh nhỉ. Rồi, lôi. Rồi, đồng tiếp. Rồi ú nu luôn này. Rồi ăn đấy. Đấy, lút. Cái gì đây? Lút chạy như đấy luôn đồng đấy rồi to thế đấy ngoài quần tháo nhé. Ăn rồi đấy. Gì ạ? Rồi lút. Gì đây? Lút đồng. Đấy. Đẹp đéo vàng. Đấy, ăn này lút. Cái gì đấy? Rô đồng. Lại cái rô đồng nghe nhỉ. Đấy, lôi. Rồi. Lui nè, rô đồng. Rồi béo in. Rồi, lút. Đồ đồng rồi mắc rồi vào rồi đấy dùng nước in xanh trong này. Đấy, lôi. Nửa phao này, rồi có gì đấy? Nửa phao lắm. Đấy. Lên đây. Cực tê. Chạy, vô dục rồi. Dục con cực tê rồi.
Rồi, rồi ăn ở lút đấy. Đấy, 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 lút, lút, lút này, lút này. Rồi, cứ chạy vào đấy ra. Đấy, nó to này. Rồi, chuyển thái nhé. Vậy, kết quả vượt câu về nha các nhà. Hôm nay câu được nhiều phết đấy. Này về qua thấy hàng xóm người ta xin mình cho, người ta cầm hơn 20 con cá rô. Để lại từng này ăn có hai người ăn. Mình kết thúc video tại đây nha các nhà. Hẹn các nhà video tiếp theo nhé. Hôm nay cá ăn giật phê. Mình làm cá cho nó tươi.